Nhưng mà mình không biết nói gì hơn nữa cả. Đấy, chỉ mong là những điều tốt đẹp nhất là đến anh em mình thôi. Đấy, thật sự là với mọi người là thời gian qua gia đình xảy ra quá nhiều việc. Đấy, khiến đến anh em tôi hầu như là ai cũng suy sụt mạnh về vấn đề tinh thần. Đấy. Mọi người ạ. Cho nên là mọi người thật sự là ai là yêu quý anh của mình, đấy, cũng như là yêu quý tất cả anh em của mình. Đấy, thì là mình mong mọi người gọi là những thế hệ trẻ bây giờ, mọi người đừng gọi là bình luận hoặc là làm nói những cái hình thức gì gọi là không hay. Đấy, chuyện thì đã xảy ra rồi. Đấy. Mọi người có nói những lời không hay thì cũng chẳng liên quan, gọi là chẳng giúp mọi người vui vẻ gì đâu. Đấy, đây là chuyện buồn của gia đình mình. Đấy, mình lên mạng thì mình cũng đọc được gọi là nhiều những cái từ ngữ gọi là các bạn nói lên những lời không hay. Đấy, mình chỉ khuyên bạn các bạn như này, đã là tuổi trẻ, đấy, ai có lỗi thì phải chịu thôi. Nhận thức của mỗi một con người. Đấy, anh mình có lỗi thì anh mình chịu. Đấy, mình cũng không mong gọi là mọi người phải dĩ nghị gì với anh em mình quả. Thật sự đấy, mọi người biết đấy, đã là gia đình đấy, ai cũng phải suy nghĩ cho nhau thôi. Anh mình cũng rất là cũng lứa tuổi như trang tuổi như các bạn. Đấy, anh mình cũng chỉ vì gia đình thôi. Đấy, cho nên là mình không muốn mọi người phải sự nói về dư luận với anh mình nhiều quá. Đấy. À, đâu ấy Việt ơi, đã suy nghĩ nhiều nó suy sụp quá. Anh thì nói thật sự mọi người là đấy, xảy ra nhiều cái việc như thế thì là bản thân anh thì anh cũng suy sụp nhỉ. Mọi người nhìn thấy đấy, tại này cũng suy nghĩ nhiều về vấn đề gia đình quá. Đấy, mọi người cũng có phải là người đến đâu ốm, suy nghĩ rất mệt mỏi lắm. Anh Cá thì không sao đâu ạ. Chào tất cả mọi người nha, hello tất cả mọi người. Anh em cố gắng gọi cho anh Cá nha. Nói chung là mọi người yên tâm. Đấy, anh em mình là anh em, gia đình nhà mình là luôn luôn đùm bọc lấy nhau. Đấy, mọi người yên tâm với tất cả vấn đề về anh Cá. Đấy, anh ấy hiện tại là anh đang đối chiếu pháp luật. Ừ, tí có đi ra Việt ạ. Chứ bây giờ đang ở nhà đi, vừa đi công việc về mệt quá. Chào tất cả anh em nha. Mọi người, mình thì mình thật sự là cũng không muốn nói nhiều gì trên mạng để làm gì cả. Đấy. Nhưng mà mình thật sự là mình để nhiều các trang báo, để nhiều các bạn trẻ, nói chung là nói những từ ngữ nó không hay mọi người. Đã là con người với nhau thì là mình nên mang gọi là tính chất gọi là yêu thương nhau. Đấy. Chứ không nên gọi là dị nghị nhau qua những lời nói. Em chuẩn bị đi ăn anh Thanh ạ. Nói nhiều cũng được cái gì đâu mọi người, thí dụ như mà mọi người nói lên những tiếng điều hay tiếng đẹp ấy mọi người, ủng hộ tốt cho xã hội ra đấy, chứ mình không nuôi một con người ra để mình dị nghị mọi người. Đấy, anh mình có như thế nào thì cũng là anh mình. Nói chung là chuyện buồn thì nhà nào quá thôi. Đấy, mình chỉ mong các bạn trẻ là thôi, vấn đề này để cho im lặng đi, chứ mình không nên dị nghị nhiều. Alo ạ. Alo ạ. Ai đấy ạ? À, anh em đang ở nhà anh ạ. Dạ. Em mấy hôm nay em đi công việc suốt, em có ở cửa hàng đâu. Anh ạ, thời gian này anh biết đây em xảy ra nhiều việc lắm. Chứ em có thời gian đâu để mà suy nghĩ đi đâu để mà em đi uống bia này anh. Vâng, em đợt này em suy nghĩ nhiều là em gây nhọt tất cả người rồi anh ạ. Ôi dồi anh ạ, à, chứ bây giờ em biết thế rồi, anh biết đấy, anh đã là anh em đấy, xảy ra xảy ra việc thế là anh em anh biết đấy. Thì là suy nghĩ nhiều giờ ai nhà sót anh em của mình anh. Tí có đi được em ra nha, tại vì em vừa đi công việc về thế là em chưa tắm rửa được rồi nhỉ. Vào tí đi em ra hồi nhá. Mọi người thì em ăn cơm thôi chứ, à, em chưa ăn cơm, em vừa đi công việc về. Anh ơi, nó có thằng vũ trụ Quang Minh nó hâm mộ anh lắm. Nó sang cả tên anh nha. Anh thì nói thật sự mọi người là anh thì không biết nói chuyện diễn tả sao về cảm xúc bây giờ mọi người ạ. Nói chung là buồn lắm. Đấy, đúng rồi đấy, mọi người cũng nói là đúng. Mới cây mộng hoa mới nhà cảnh. Đấy, nhiều người bảo là anh Minh khóc, anh Minh không phải là sợ. Mọi người ạ, khóc đấy, khóc đổ nước mắt ra là cũng chỉ vì gia đình thôi. Đấy. Chứ mình chỉ mong mọi người là thôi, cái chuyện gì nó qua thôi là qua rồi. Đấy, không nên dị nghị về những vấn đề này quá. Anh Minh sai, anh Minh phải chịu. Ờ, anh gần đây anh suy nghĩ nhiều em ạ. Thành ra là nhiều việc, chẳng có thời gian để mà ăn cơm, cũng chẳng có thời gian để mà suy nghĩ nhiều nữa. Dù là bây giờ bản thân đấy, con người mọi người nhìn đấy, đợt này đấy, nhìn nó gây nhọt hết cả con người rồi. Anh chuẩn bị đi ăn cơm em ạ. Anh Bảnh thì hiện tại là anh Bảnh vẫn ở trong công an để thụ lý những lời khai. Chào anh
6 tháng lại thôi, nhưng mà cũng không biết được là cái thời gian này anh Bảnh Minh sẽ phải như nào. Nhưng mà bọn người cứ yên tâm là anh nhà mình lúc nào sát cánh bên nhau. Anh Minh, anh nhà mình sống chỉ là tấm gương thôi mọi người ạ. Đấy, mọi việc với nó thật sự là nó ảnh hưởng nhiều quá. Mình thì thật sự là mình cũng không biết là cái chị Phạm Thùy là ai, nhưng mà mọi người ác khẩu thì ác nghiệp đấy mọi người. Tất cả những gì mà con người đấy của chị Phạm Thùy đấy, mình không biết chị là ai cả. Để nói là việc của anh Minh nó như thế nào thì là anh phải chị, nhưng mà chị ấy mình cũng không biết bản thân con người chị là xuất phát từ đâu, chị là con người như thế nào, không biết đầu gấu hay là không biết là cả hổ ở phương nào. Nhưng mà thôi, mình chỉ khuyên chị một câu là ác khẩu thì ác nghiệp đấy, bản thân chị cũng thế thôi đấy. Mình tốt nhất là những cái lời của chị nói thì là chị hãy đi làm những cái việc gì tốt hơn một tí đi. Đấy. Còn mình thì mình không phán xét gì đến chị cả, mình chỉ nói lên cho chị hiểu thôi. Đấy, chị mình để chị không biết là đích thật hay đích giả, không biết là con người thật hay con người giả, nhưng mình cũng mong chị là thôi đừng làm cái nó không hay nữa. Nói thì nói, mình quảng cáo cũng liên hệ đến cái giới trẻ mà là những cái lời nói nó hay hơn đi. Đấy, hơi đâu để mà nói được những cái lời thế. Nói chung là luật nhân quả không bỏ sót một ai nữa vậy. Đấy, chị ác khẩu ác nghiệp thì sau này chị cũng phải gánh đến thôi. Bản thân chị nói những gì với bản sau này là áp dụng đến bản thân của chị hết. Đấy. Mình cũng không biết là cậu Khánh là cái cậu như nào, nhưng mà mọi người cũng không nên dị nghị về cậu đấy quá. Đấy. Thật ra là chuyện này là mình cũng không biết phải giải thích cho mọi người như nào, nhưng mà mình cũng lên mạng cũng nhìn thấy là nhiều người bảo là cậu Khánh sơ cai, cậu bảo như này nọ, nhưng mà thôi, nói chung là do ý thức của từng con người vậy. Chứ mình cũng không biết là cậu Khánh cậu ấy có nói hay không. Đấy, mọi người cũng không nên dị nghị về Khánh sơ cai nhiều quá. Đấy, mình chỉ mong mọi người là thôi bớt dị nghị đến vấn đề của anh mình đi. Nói chung là nó đến giờ phút này thì cũng chỉ biết là nói mọi người như thế thôi. Mình cũng chỉ mong là sao là những điều tốt đẹp nhất đến anh mình. Đúng rồi, anh Khá đi là buôn mà. Nói chung bây giờ hiện tại đấy, mọi người biết đấy, anh Khá mình đi đâu cũng chỉ là được mọi người yêu quý thôi. Đấy, cũng không hoàn toàn là yêu quý 100%, nhưng mà mọi người biết đấy, cũng là một tấm gương để mọi người học hỏi. Anh Khá, anh vẫn khỏe à? Mọi người cũng không nên dị nghị với cậu Khánh quá mọi người ạ. Đấy, cho nên là chuyện này là hiện tại là cứ để người ta pháp luật. Đấy, để là ấy, mọi người mình chỉ mong mọi người là thôi đừng bàn tán để nó dư luận nó không hay nữa. Anh Khá mình đấy, mọi người biết đấy, là thần tượng của giới trẻ. Mình chỉ mong là làm sao là mình giữ hình ảnh đẹp với nhau thôi. Em vừa đi công việc về anh ạ, chưa có thời gian để ăn cơm anh ạ. Tí nữa em đi ăn cơm với cả mấy anh em. Đấy, dạo này đi công việc suốt chứ làm gì có thời gian để mà ăn uống gì đâu anh. Toàn ăn trái bữa thôi. Đúng rồi, anh khóc, anh Khá mình là khóc, khóc vì gia đình. Không phải ạ, đấy. Tuổi như anh Khá mình đấy, mọi người biết đấy. Xây dựng một cái nhà, mọi người biết đấy. Rất là bản lĩnh. Đấy là cái điều bạn trẻ nên học. Giới trẻ anh em mình nên học như thế mọi người ạ. Tuổi con trẻ mới có 20 mấy tuổi đâu thôi. Đấy. Giọt nước mắt là không ngờ rơi về bạn. Sợ mà giọt nước mắt đấy là phải giọt nước mắt buồn. Buồn sao, trước 10 anh chưa được thực hiện. Nói chung là mọi người yên tâm. Có rất nhiều anh em ở bên anh của mình. Dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì là anh em mình vẫn không gánh để thực hiện ước mơ mình đấy. Em vẫn khỏe anh ơi. Nói chung là ở đây suy nghĩ hơi nhiều. Cũng xuống hết cả mọi người này. Đúng rồi, nói chung là gia đình vẫn đang cố gắng để an ủi nhau, động viên nhau. Nói chung là nhiều vấn đề phải cần phải làm lắm. Em chào anh Trễ nhá. Thật sự là đấy, cũng không muốn để lên để livestream đâu, nhưng mà thật sự là nó buồn, cái cảm giác nó buồn lắm. Nên nói chuyện mọi người tí thôi. Đấy, nói chuyện mọi người để anh em mình an ủi động viên nhau là để cùng vượt qua cái khó khăn này. Anh Bảnh vẫn khỏe lắm mọi người. Chỉ là anh Bảnh hiện tại đang bị cách ly về xã hội thôi. Mà
mọi người nên học hỏi từ cái sự quyết tâm của anh mình. Anh cảm ơn tất cả anh em luôn luôn theo dõi và ủng hộ anh em anh nhá. Hy vọng mọi người là gắn bó với anh em mình đến phút cuối con đường. Vấn đề bây giờ hiện tại là thời gian thôi. Tổng kết lại, anh em không uổng một kiếp người mình. Tin đi chưa biết nào mọi người. Nói chung là nhà thì như thế nào, ước mơ anh em mình vẫn được thực hiện không? Nói chung là cái căn nhà mà anh Khang đang xây dựng là vẫn được thực hiện lên mà, đúng không ạ? Nói chung là anh nhà mình không từ bỏ ước mơ bài đấy đâu. Dù mình có trắng tay không hiểu là từ trắng tay không? Đấy, sự nghiệp của mình có ạ. Đấy, cho nên là nhất thì phải mất cái sự nghiệp thì anh nhà mình vẫn phải thực hiện cho nhau thôi. Đấy là ước mơ tâm nguyện này đến cả đời. Đấy, ước mơ đang bị giang dở thì xảy ra nhiều việc. Nói chung buồn thì không nói nên lời, nước mắt nó chảy rồi. Mình không biết là cậu Khánh Sơ Cài có báo hay không mà thôi, mọi người cũng không nên dính nghị với cậu Khánh Sơ Cài nhiều quá mọi người. Đấy, cho nên là mình thì mình cũng mới tiếp tiếp khách gọi là tiếp tiếp xúc với cậu Khánh thôi. Cho nên là mọi người cũng không nên dính nghị về cậu Khánh nhiều quá. Đấy, cứ để thời gian này nó lắng đọng tất cả mọi việc đi. Chứ có biết được là cậu có báo hay không đâu. Nói chung là không nên dính nghị với cậu này quá. Sau cơn mưa đi chơi lại sáng mọi người đúng không ạ? Đúng rồi, anh Khá mình đi thì cái nhà vẫn làm bình thường mà. Nói chung là mọi người cứ yên tâm. Lúc mà đến lúc căn nhà này vẫn được xây, căn nhà này vẫn được xây lên như bình thường. Anh em mình phải gắn bó bên nhau. Khởi thì khởi sắp về rồi mà. Nhà buồn tâm trạng có vui đâu mà chả buồn ở viên. Giờ hết nước mắt rồi không khóc nữa phải chịu thôi. Đúng rồi, gây cho xong mà để thời gian ăn uống chẳng có. Khổ lắm rồi. Thôi đánh người để làm cái gì hả em? Giờ mình thời đại này là thời đại của kinh tế rồi em ạ. Nói chung là mình để cái đầu óc để mà làm ăn, chứ không nên để đầu óc mà suốt ngày đi thù hận chém giết nhau để làm cái gì. Thời đại bây giờ ai chịu có làm ăn thì người đi thành người mà. Chứ thời gian đâu để mà đánh với chém nhau. Anh Linh đang làm gì anh ơi? Đúng rồi, anh Khá mình ở trong đấy. Đã là tất tâm trạng anh Khá mình cũng như mình bây giờ thôi. Mọi người hiểu chưa? Đấy, đang làm một cuộc sống chúng ta ngoài xã hội. Bây giờ cách kêu xã hội phải khác.